Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 2 tháng 11 năm 2023 với đề tài là Ân cần tiếp khách. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, cảm ơn Chúa Ngài luôn ở cùng chúng con, gìn giữ chúng con trong sự bình an. Giờ để chúng con học bài học của ngày 2 tháng 11 năm 2023, xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con, giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, phần Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay là ở trong các vua nhì đoạn 4 câu 8 đến câu 10. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Shunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng: "Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó." Dạ, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc phần bài học. Câu câu ghi nhớ của chúng ta trong Roma đoạn 12 câu 13: "Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách." Câu hỏi suy gẫm: người phụ nữ Shunem đã bàn với chồng tiếp đón tiên tri Elise như thế nào? Ngày nay chúng ta thể hiện tinh thần phục vụ qua việc ân cần tiếp khách tại nhà thờ và nhà riêng như thế nào? Tiên tri Elise thường đi đến núi Carmel để cầu nguyện. Trong các vua nhì đoạn 2 câu 25: "Shunem là thành nằm trên đường đi từ quê hương ông đến núi, vì thế ông hay dừng chân nghỉ ngơi ở Shunem. Tại đây có một người phụ nữ giàu có cố nài mời ông ở lại dùng bữa mỗi khi ông đi ngang qua, như trong câu 8. Người nữ này không được nêu tên, nhưng bà rất là nổi bật vì có lòng hiếu khách. Bà là người giàu có ở trong xã hội, cũng là người rộng rãi và có nhận thức nhạy bén rất đặc biệt. Bà đã để ý và biết tiên tri Elise hay đi ngang qua Shunem, cho nên bà mở lòng tiếp đón ông. Sự ân cần tiếp khách của bà không chỉ dừng lại ở chỗ thiết đãi nhà tiên tri một bữa ăn, nhưng bà còn sẵn sàng mở rộng nhà để tiếp đón ông nghỉ chân tại đó. Bà có cái nhìn thuộc linh và sẵn sàng đáp ứng với cơ hội phục vụ người thánh của Chúa như trong câu 9. Bà bàn với chồng mình để xây cất cho tiên tri Elise một căn phòng tiện nghi riêng biệt. Kinh Thánh mô tả chi tiết căn phòng trên sân thượng, có tường hẳn hoi, có đầy đủ giường, bàn, ghế, đèn. Điều này cho thấy người nữ Shunem này không chỉ ân cần tiếp khách mà còn rất là chu đáo, cẩn thận trong sự chuẩn bị. Bà rất tinh tế trong việc sắp đặt một căn phòng vừa đủ rộng, vừa đủ tiện nghi căn bản cho tiên tri, chẳng những được nghỉ ngơi mà còn có thể cầu nguyện và làm việc với cả đầy tớ của ông là ông Gehazi, như trong câu 13. Người nữ Shunem đã nắm lấy dịp tiền để phục vụ Chúa qua việc phục vụ đầy tớ ngài là tiên tri Elise. Bà rất ân cần tiếp đãi và chu đáo phục vụ mỗi khi tiên tri đi ngang qua thành Shunem. Bà đã tạo cơ hội cho người hầu việc Chúa được nghỉ ngơi thoải mái để phục hồi sức lực tiếp tục thi hành chức vụ Chúa giao. Đức tin của bà đã được thể hiện rõ qua hành động hiếu khách và ân cần phục vụ. Ân cần tiếp khách là mạng lệnh Chúa truyền để chúng ta tiếp đãi người khác, và biết đâu đó chính là thiên sứ của Đức Chúa Trời, như trong Hebrew đoạn 13 câu 2. Ngày nay chúng ta cũng rất là cần thể hiện tinh thần phục vụ tha nhân qua việc ân cần tiếp khách trong nhà thờ. Còn nhân Chúa phải ân cần tiếp đón, chào hỏi lẫn nhau. Đừng bỏ quên những khách đến thờ phượng Chúa với hội thánh. Tại nhà riêng, con nhân Chúa thăm hỏi nhau, tiếp đón nhau để gây dựng tình thân trong Chúa, phát triển mối thông công với nhau. Đặc biệt khi tiếp khách chưa tin Chúa, chúng ta có cơ hội bày tỏ tình yêu Chúa ra cho người khác. Yeah. Cảm ơn Chúa, đó là phần bài học mà chúng ta vừa đọc. Chúng ta có thể tâm tình với nhau một chút xíu không, cô chú anh chị em? Là bây giờ cô chú anh chị em nhớ lại xem mình có cái lần nào mà cô chú anh chị em bỏ lỡ một cái cơ hội mình tiếp một ai đó vì bất cứ một cái lý do nào đó mà mình đã không làm, để rồi sau đó mình buồn, mình hối tiếc không? Có lẽ có, không cô chú anh chị em? Có lẽ có lúc nào đó cái mình bận quá, hay là mình gấp làm một cái gì đó, hay là mình không đủ điều kiện, mình cứ nghĩ không đủ điều kiện, hoặc là mình nghĩ cái gì đó nhưng mà rồi mình không có giúp người ta, sau đó thì mình buồn, mình hối tiếc rất là nhiều.
và mình đã bỏ lỡ một cái cơ hội để làm chứng cho người khác rồi đó. Dạ, là nhớ là đi trên đường có một bạn không biết lý do gì mà cái vè xe sau của bạn đó nó cuốn ngược vào trong cái bánh xe và không thể dắt, không thể đi gì hết. Lại chạy ngang lại thấy như vậy là dừng lại, và rồi Chúa cho lại cùng với người đó đã kéo được cái vè đó ra để rồi cái bạn đó tiếp tục đi. Và rồi lại đã nói một cái câu đơn giản thôi, đó là Chúa cho để anh có thể giúp được em, anh đi ngang và thấy em có nhu cầu như vậy, và Chúa cho để anh giúp được em, hãy cảm ơn Chúa. Và nếu như em chưa biết Chúa thì anh xin Chúa bày tỏ để rồi em biết đến Ngài, và em nhớ là anh là người tin Chúa, anh là người tin lành, em có thể đến một cái nhà thờ tin lành nào đó để tìm hiểu về Chúa nha. Xin Chúa cứu em, cho em biết Chúa. Nhiều nhiều lắm, mình chỉ cần nói đơn giản như vậy thôi, là ý lại nói là nhiều cái cơ hội lắm á, trong những người khách đến với mình. Nhưng mà mình tưởng tượng đó, nếu như mình có những cái lúc á, nhiều khi mình thấy một người mà mình không có ưng mắt á, mình thường mình không ưng mắt á cô chú anh chị em, cái mình nói sẵn, nói sớm, nói giống như là nói cho có, và nói thậm chí là nói sẵn sớm á, có nghĩa là mình nói mà không có đẹp lòng người ta, rồi còn cơ hội đâu nữa làm chứng. Thí dụ như là cũng hay giật mình cái chuyện này lắm, là bởi vì có những khách đó đến rồi cái họ khó chịu lắm, họ rất là khó chịu, họ hỏi này hỏi kia rồi bắt lỗi này bắt lỗi kia, thế là mình bắt đầu nóng lên, mình nói rằng là bây giờ tôi đã nói hết với anh với chị rồi, bây giờ có làm hay không thì tùy với anh chị, chứ tôi cũng không có thời gian. Và khi mà mình nói hơi hơi gắt gỏng như vậy đó thì tự nhiên người ta đi về xong mình mới hối hận, mình nói hồi chưa vậy làm sao con làm chứng được nha, con như vậy thì làm sao con làm chứng được, bởi vì mất cái cơ hội rồi, mình đã mất cái thiện cảm rồi nha. Cho nên ân cần tiếp khách đó là cái cơ hội để mà chúng ta có thể tạo cái thiện cảm, tình yêu thương, để mà chúng ta có thể làm chứng về danh của Chúa. Rồi vô nhà của Chúa nữa, mỗi Chủ nhật hay là đi thờ phượng Chúa với ban ngành chẳng hạn, thì cô chú anh chị em có dùng ánh mắt yêu thương để bắt tay nhau không? Đây là điểm khó nha. Chúa nói đó, mình một người mà đến dâng cho Chúa của lễ mà còn nhớ lại là xích mích anh em mình đó, thì để của lễ xuống rồi đi về nhà, đi về giải quyết với anh em mình, giải hòa với anh em mình rồi mới quay lại thì Chúa mới nhận. Mình đi thờ phượng Chúa mà thấy cái ông kia, cái người đó hay xích mích với mình, người đó nhìn thấy ghét rồi tôi cũng ưa rồi, có ông đó không có tôi, có bà đó không có tôi, thì làm sao được không của chú anh chị em. Dạ, để nhớ có người kể lại đó là vào một lần đó trời rất là mưa lớn, lớn rất là nhiều, và họ bước vào nhà thờ thì họ ngạc nhiên khi thấy ông mục sư quản nhiệm cùng với bà cầm một cái khay, trên cái khay đó là những cái khăn được giặt rất là sạch sẽ khô ráo và phát cho từng người để họ lau tay chân mình, lau mặt để mà họ có thể được vào ngồi thờ phượng Chúa mà thoải mái hơn, ấm lòng vô cùng luôn. Và người ta nói rằng là người ta thấy được tình yêu thương, thấy được sự phục vụ của đại tế Chúa. Vậy thì mình học xong cái mình làm sao mình phải nhớ ân cần tiếp khách với cái tinh thần là sẵn sàng. Mình đừng có nghĩ rằng ồ cái việc đó là của tiếp tân đó, tiếp tân không có tiếp nổi khi mà nhà thờ rất là đông người, nhóm lại mấy trăm người thì ban tiếp tân cũng không làm hết được. Nhưng mà mình thì hoàn toàn có thể quay qua quay lại xung quanh đó lúc mà chưa có nhóm nha, ví dụ mình tới sớm đó rồi mình chào hỏi thăm, mình bắt tay. Đến giờ nhóm thì mình đừng làm cái việc đó, nó sẽ mất trật tự ồn ào nha. Cho nên là mình hãy nở một cái nụ cười nha, rồi chào những người xung quanh. Mà muốn như vậy thì mình phải đi sớm chút xíu nha, đi sớm chút xíu để dành cái thời giờ mình có thể tiếp đón người ta nha. Còn nếu mà muốn trật tự hơn, mình đăng ký xin vô ban tiếp tân để mà mình làm nha. Cho nên rồi ở chỗ làm, rồi ở chợ nha, xin Chúa giúp cho chúng ta để trước hết chúng ta sẽ chỉnh sửa lại, học bài học này xong mình chỉnh sửa lại là có những lúc mình hay cáu, có những lúc mình bực dọc, mình làm cái gì đó mà mình mất đi cái cơ hội để làm chứng, thì xin Chúa cho thì hôm nay chúng ta sẽ điều chỉnh lại và xin Chúa giúp cho chúng ta
Dạ, xin Chúa giúp cho chúng ta. Rồi, bây giờ câu hỏi của bài học. Đó là bạn có luôn nắm bắt cơ hội tiếp khách và ân cần phục vụ người khác không? Dạ. Đây là gọi là ý trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhắc nhở con biết nắm bắt dịp tiện phục vụ người khác và luôn sẵn sàng mở lòng, mở cửa nhà để ân cần tiếp đãi những người phục vụ Chúa đang khi họ có nhu cầu. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa yêu của chúng con, cảm ơn Chúa và ngày hôm nay Chúa cho để nhắc nhở chúng con, để chúng con sẽ quyết tâm thay đổi những cái điều mà tiêu cực trong cuộc sống của chúng con, trong cá tính của chúng con, để chúng con sẽ trở nên tích cực hơn. Chúng con yêu mến những người khác và chúng con ân cần tiếp khách. Chúng con sẽ có cơ hội để được làm chứng cho những người khác. Xin giúp con, thưa Chúa. Xin giúp của Chúa anh chị em con. Con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nhà, cảm ơn Chúa và cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời, và tin chắc rằng mỗi bài học ngắn như thế này, với những cái tâm tình của chúng ta, những câu chuyện xung quanh cuộc đời của chúng ta nữa, thì Chúa sẽ dành tất cả những điều đó để dạy chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn. Xin nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau. Xin kính chào tạm biệt cô chú anh chị em. Amen.